Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong kho tàng văn chương của người Ấn có câu chuyện như sau. Thần Vishnu rất cảm động nhưng cũng thật bực mình vì những lời cầu xin kiên nhẫn, dai dẳng của một người sùng đạo. Nên một hôm, thần đã hiện ra với người đó và nói rằng: "Ta ban cho con 3 điều ước, dù bất cứ điều ước nào cũng biến thành sự thật. Nhưng sau đó, ta sẽ không cho con bất cứ điều gì nữa cả." Quá sung sướng và mãn nguyện, người sùng đạo liền xin điều thứ nhất: "Xin cho vợ con chết đi, để con có thể có người vợ khác khá hơn." Ngay sau đó, dù không bệnh hoạn hay đau ốm gì, người vợ chết. Nhưng khi bà con bạn bè tụ họp để dự lễ tang và bắt đầu kể lại những đức tính hiếm có, những điều dễ thương và bao nhiêu chuyện tốt lành mà người quá cố đã làm cho họ, người sùng đạo mới nhận ra rằng mình đã quá hồ đồ và hấp tấp. Do đó, ông ta xin cho vợ sống lại. Bà vợ liền sống lại. Như vậy, ông chỉ còn lại một lời ước cuối cùng mà thôi. Ông nhất quyết tự nhủ với lòng sẽ không thể nào lầm lẫn một lần nữa, vì sẽ không còn cơ hội nào sửa chữa nếu bị sai lầm. Ông đã đủ khôn ngoan để biết rằng rất cần phải hỏi ý kiến nhiều người khác. Nhiều bạn bè khuyên ông nên xin trường sinh bất tử, nhưng nhiều người khác lại bảo rằng để sống lâu dù có là trường sinh bất tử đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sức khỏe tốt, vì nay đau mai ốm, và sức khỏe tốt để làm gì nếu không có tiền bạc, và có tiền bạc để làm gì nếu không có ai làm bạn chia sẻ tâm tình sớm hơn. Ý kiến nào cũng rất hay, lời khuyên nào cũng đầy chí lý. Ông phân vân, quá đội phân vân, rồi đâm ra lưỡng lự, không biết phải nghe ai. Ông lại càng phân vân và lo lắng hơn nữa khi biết rằng đây là cơ hội cuối cùng và không được phép lầm lẫn. Nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng người sùng đạo kia vẫn không quyết định được là phải xin điều nào là chính xác và đúng đắn. Sống lâu, sức khỏe, giàu sang hay tình yêu, điều nào cũng hấp dẫn, điều nào cũng là những điều tối cần thiết trong đời sống. Cuối cùng, khi không thể kiên nhẫn thêm hơn, người đó đã xin với thần Vishnu như sau: "Con van xin Ngài, hãy cho con biết con phải làm điều gì đây?" Thần Vishnu bắt đầu cười khi thấy người mộ đạo đó quá khổ sở, bối rối, nên đã nói: "Con hãy xin cho được luôn luôn mãn nguyện, dù cuộc đời có xảy ra như thế nào." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của một Kitô hữu, không biết bao lần chúng ta đọc kinh lạy cha với lời nguyện rằng: "Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời." Vâng, theo lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta luôn xin mọi việc xảy ra trong cuộc sống của mình đều được theo như ý cha. Nhưng vâng theo ý cha có phải là chuyện dễ thực hiện khi mà đời sống của con người bao giờ cũng thiếu niềm vui và thừa những nỗi buồn? Có phải lúc nào chúng ta cũng mãn nguyện chấp nhận mọi thánh ý của Chúa hay không? Mãn nguyện thế nào được khi ta phải đau đớn và bất lực trước cái chết của người thân? Hài lòng thế nào được khi ta phải nói lời chia tay vì một cuộc tình vừa đổ vỡ? Vui vẻ thế nào được khi ta nghẹn ngào ngao ngán trước những đổi thay của thế thái nhân tình? Vâng theo thánh ý thế nào được khi ta phải sống trong cảnh nghèo túng và thất nghiệp? Chấp nhận thế nào được khi ta tan gia bại sản trong một cuộc làm ăn thất bại? Nhận ra ý Chúa thế nào được khi con cái chúng ta trở thành những kẻ bất hiếu và ngỗ nghịch cho dù ta đã hết dạ yêu thương? Nhưng Thánh Giáp đã nói, chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Chúng ta biết đón nhận niềm vui, hạnh phúc của Chúa ban trong tâm tình hân hoan cảm tạ, nhưng đồng thời cũng phải biết nhận ra tình yêu của Ngài qua những biến cố đau thương Ngài gửi đến trong cuộc đời
của mình. Con người chào đời bằng tiếng khóc và đau khổ là một hành trang không thể thiếu trong cuộc lữ hành tại trần thế này. Nhưng nếu biết tận dụng đau khổ như một cơ hội để thăng tiến, chúng ta sẽ tìm gặp được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, vì sự đau khổ nào cũng hàm chứa nhiều bài học quý giá. Trong đường hy vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ với Chúa một tâm tình dễ thương như sau: Chúa muốn mưa, con cũng muốn. Chúa muốn nắng, con cũng muốn. Chúa muốn cực, con cũng muốn. Chúa muốn sướng, con cũng muốn. Chúa muốn buồn, con cũng muốn. Chúa muốn vui, con cũng muốn. Chúa và con chỉ có một, đó chính là bí quyết hạnh phúc của con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con không thể nào tránh né được những va chạm, những xung đột giữa ý muốn của chúng con và thánh ý của Ngài. Nhưng lạy Cha, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, một xin vâng theo ý Cha mà thôi. Xin cho chúng con vui lòng từ bỏ ý riêng, chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa, hòa đồng những khát vọng riêng tư, những nhu cầu của mình vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên bình tĩnh, tự tin và vui vẻ để đón nhận những thất bại và đau khổ. Và đó là bí quyết giúp chúng con hóa giải mọi khó khăn, nghiệt ngã của cuộc đời.